Thí dụ như một người đã xác định một cái mục tiêu về công việc của mình rất là rõ ràng đi. 3 năm nữa tôi sẽ thành công với một cái quán cà phê. Ừ. Họ đã làm những điều đó chuẩn bị về hành trang và tất cả mọi thứ vốn liếng và họ tới năm thứ hai rưỡi hoặc tới năm thứ ba họ đã có một quán cà phê và tương đối ok rồi. Ừ. Nhưng bắt đầu là bên kia thấy kinh doanh nhà hàng cũng ngon. Ừ. Lại kinh doanh nhà hàng. À bên kia thấy kinh doanh thời trang bán chạy quá. Thì cái đó là, là lòng tham hay là hay là không có mục tiêu bởi vì thực ra mục tiêu lúc đầu họ có và họ đã đạt được rồi. Ờ, họ đạt được rồi thì họ phải có một mục tiêu kế tiếp chứ. Và nhờ cái mục tiêu kế tiếp đó, đó mà họ không nhìn qua cái ông mở resort du lịch. Để họ bắt đầu bị cảm thấy là bây giờ tôi muốn gì đây. Thực ra cái người đó là người ta luôn luôn set up tốt mà. Tôi xong cái quán cà phê rồi. Thì bây giờ tôi mở tới cái nhà hàng. Ừ. Họ, họ định nghĩa được rất rõ cái điều họ muốn mà. Thế thì một ngày 24 giờ của họ lúc này. Họ tập trung vô việc hiểu về kiến thức để mở ừ. nhà hàng trải nghiệm để đi mở nhà hàng tập trung vào nội thất để okay. đi xây một cái nhà hàng chứ tôi không có đi xây một cái chuồng